Chào mừng các bạn đã đến với kênh bảo hộ xe máy Yohi Shop. Hiện tại shop đang chuẩn bị mở hộp cản HRV cho dòng Winner V1. Thì cản HRV của GV thiết kế cho Winner là sử dụng chung cho ba cái đời xe Winner luôn, là Winner V1, Winner X và Winner X V3. Thì cái quy trình lắp nó gần giống như nhau. Cái cản nó sẽ được cố định ở hai cái vị trí là cái đuôi dàn và gác chân. Thì cản HRV này là được nhập khẩu chính hãng từ nhà máy GV Malaysia. Thì cái chất liệu mà làm cái cản này là làm từ thép chịu lực nha các bạn, và được sơn tĩnh điện rất là đẹp. Thì quy trình lắp ráp cản này là ta lắp zin hoàn toàn, nên các bạn ở xa có thể mua về tự lắp cũng rất là dễ. Thì cái giá cản hiện tại là 860k nha các bạn. Nếu mà bạn nào mang xe đến shop thì sẽ được miễn phí công lắp ráp, shop sẽ hỗ trợ lắp ráp cho các bạn. Thì mỗi cái cản nó sẽ có một cái đế GV đi kèm như thế này. Thì cái đế này có công dụng là dùng để chở đồ hoặc là gắn thùng GV, nó phù hợp cho tất cả các loại thùng GV. Thì cái thời gian lắp cho cái cản này tầm khoảng 10 đến 15 phút nha các bạn. Các bạn có thể ghé shop, nếu mà không có thời gian cứ ghé shop khoảng tầm 10-15 phút là shop có thể hoàn thành xong cái cản cho các bạn. Và ở shop có sẵn luôn tất cả các mẫu thùng GV hàng chính hãng được nhập khẩu từ Malaysia với nhiều kích cỡ và thiết kế khác nhau, tùy theo các bạn thích mẫu nào phù hợp với nhu cầu các bạn thì các bạn chọn. Và shop cũng có các mẫu thùng hông của GV dành cho bạn nào muốn lên 2 thùng hông hoặc là lên 3 thùng, và các sản phẩm đi mưa của GV như áo mưa GV và các thương hiệu mua bảo hiểm KIT, Yohi LS2, Bulldog và một số thương hiệu khác nữa. Nếu bạn nào quan tâm có thể ghé trực tiếp cửa hàng để tham khảo. Shop có để địa chỉ và số điện thoại ở phần mô tả. Shop cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.